Mới đây, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa nghe báo cáo lần 1 của Ban Cán sự Đảng ủy Ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc xin chủ trương đầu tư dự án đường Vành Đai 3. Theo đó, dự án đường Vành Đai 3 mở rộng về phía đông với chiều dài 15,4 km, có tổng vốn đầu tư 9.750 tỷ đồng, được xem là dự án giao thông lớn nhất từ trước tới nay Thanh Hóa thực hiện. Dự kiến đường Vành Đai 3 nhánh đông đoạn từ huyện Hoàng Hóa đến huyện Quảng Xương sẽ được thực hiện từ năm 2024-2030. Trong tổng mức đầu tư khoảng 9.750 tỷ đồng, thì chi phí xây dựng 5.671 tỷ đồng, chi phí giải phóng mặt bằng 1.603 tỷ đồng, chi phí dự phòng là 1.625 tỷ đồng. Dự kiến nguồn vốn gồm có ngân sách trung ương hỗ trợ khoảng 2.000 tỷ đồng, vốn đầu tư công của tỉnh Thanh Hóa là 4.750 tỷ đồng và vốn khai thác quỹ đất 3.000 tỷ đồng. Trên toàn tuyến có tổng cộng 6 cầu, trong đó cầu Bắc qua sông Mã sẽ có kết cấu nhịp dây văng. Mục tiêu đầu tư dự án nhằm góp phần quan trọng trong việc phân luồng giao thông, giảm tải lưu lượng phương tiện tham gia giao thông ngày càng tăng cao trên quốc lộ 1 qua các trung tâm thành phố Thanh Hóa, huyện Quảng Xương và mở rộng không gian phát triển các đô thị. Đồng thời, từng bước hoàn thiện mạng lưới giao thông theo quy hoạch chung đô thị Thanh Hóa, quy hoạch tỉnh Thanh Hóa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Đầu năm 2024, tỉnh Thanh Hóa cũng khởi động hàng loạt dự án giao thông với mức đầu tư hàng nghìn tỷ đồng. Cụ thể, tỉnh này xây dựng, mở rộng hai tuyến đường huyết mạch trên địa bàn là Đại lộ Lê Lợi và Đại lộ Nam sông Mã.